có nghĩa là dạo này Thời tiết, có nghĩa là rất thịnh hành. Dạo này bài hát này rất thịnh hành. Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này. Bây giờ chúng ta ôn lại nội dung vừa học. Một, 你平时喜欢听什么音乐? Bình thường anh thích nghe nhạc gì? Hai, 我就爱听摇滚乐. Tôi thích nghe nhạc rock. Ba, 你最喜欢的歌手是谁? Anh thích nhất ca sĩ nào? 4. 这首歌最近特别流行. Dạo này bài hát này rất thịnh hành. Chúng ta nghe lại 4 đoạn đối thoại. 你平时喜欢听什么音乐？有时听民歌，有时呢听流行歌曲。 你平时喜欢听什么音乐？就爱听摇滚乐。 你最喜欢的歌手是谁？ 我最喜欢刘德华。 这首歌最近特别流行，是吧？我挺喜欢听的。 Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu vài nét về văn hóa Trung Quốc. Trong bài giảng trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ qua với các bạn về rạp chiếu bóng Trung Quốc. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu sơ qua về các quán karaoke Trung Quốc. Vào những năm 70 thế kỷ trước, karaoke đã xuất hiện tại Nhật, sau đó chuyển vào Trung Quốc và được mọi người ưa thích. Ở Bắc Kinh, các quán karaoke nhiều vô kể. Thậm chí, trong phòng ăn riêng của các nhà hàng cũng có thiết bị karaoke, để khách hàng không những thưởng thức món ăn ngon lành mà còn có thể hát thoải mái. Người thân, bạn bè, bạn học gặp mặt hay mừng sinh nhật đều tổ chức các quán karaoke. Phục vụ của các quán karaoke cũng rất chu đáo. Có một số quán còn có miễn phí. Người đến hát rất đông, thậm chí phải đặt trước mới có phòng. Hôm nay chúng ta đã học đến đây, bài giảng sau chúng ta sẽ học tiếp. Hoan nghênh các bạn đón nghe. Hán ngữ hàng ngày, hôm nay đến đây tạm dừng. Phi Yến và Hồng Anh xin chúc các bạn mạnh khỏe. Thank you. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của đài chúng tôi đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.